Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa ra xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương và 4 đồng phạm thực hiện vào ngày 21 tháng 9. Về nội dung làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, có đồng phạm với bà Hằng hay không? Khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở công ty Đại Nam, ở nhà, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đều xác định là không có cơ sở xác định ông Dũng đồng phạm giúp sức cho bà Hằng. Trong các buổi livestream, ông Dũng có tham gia một buổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đoạn video thu giữ thể hiện ông Dũng có mặt sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm ông Nguyễn Đức Hiển. Cơ quan điều tra xác định, bà Hằng cùng 4 đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội ở nhà riêng quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 27 lần, tại khu du lịch Đại Nam 12 lần, 7 lần trên ô tô và nhiều lần khác ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 Bình Dương, nhưng không liên quan đến ông Dũng. Về điều này là do bà Hằng và ông Dũng là vợ chồng, nên bà Hằng có quyền quyết định sử dụng ô tô cùng tài sản nêu trên. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 cá nhân, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ghi lời khai và đề nghị cung cấp tài liệu chứng minh nhưng chưa được cung cấp đầy đủ, vì thế tòa xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất. Bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu luật sư, đang bị tạm giam trong một vụ án khác, yêu cầu bồi thường cũng không cung cấp được tài liệu, chỉ chứng minh được một đơn thuốc rối loạn lo âu. Riêng bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất là 30,9 tỷ đồng, tổn thất tinh thần là 14,9 triệu đồng. Ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bồi thường hơn 43 tỷ đồng. Các trường hợp này đã cung cấp tài liệu chứng minh. Các cá nhân còn lại không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Về việc tại sao bà Hằng không phạm tội làm nhục, vu khống người khác, quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xét về nguyên nhân, điều kiện, động cơ, mục đích, diễn biến chuỗi hành vi của bà Hằng đã cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nên không xét xử lý về tội làm nhục người khác và vu khống.